Hôm nay mình sẽ ra mắt luôn cái ngôi nhà mới sửa xong của mình. Thì trước hai cha con cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng có phần tài trợ giúp đỡ hai cha con để sửa sang lại ngôi nhà, cũng hơi sang trang chút, cũng hơn ai, nhưng mà nó mới mỉa lại. Cũng chúc cô chú anh chị mạnh khỏe sau để giúp đỡ những người nghèo khổ. Cảm ơn thế rất là nhiều. Để mà nước kính là nước ở trong nó chảy ra nha. Nó bỏ nước ở trong. Thì vô như nước ở nước trong nhà là cũng được. Quét dọn xíu. Cũng hai cha con cũng có cảm ơn cũng thiết để tặng một cái lịch mà phần điện tử coi ngày tháng cũng có. Qua mừng các bạn. Rất là cảm ơn mình luôn rất là nhiều. Thì mình cũng tay ớt không ạ. Đây là cái món quà con có gì hơn không tặng, và cái chiếc điện thoại này để mình xài. Trời, iPhone luôn. Để xài cho vui thôi chứ ông ba cũng đâu biết xài đâu. Mở ra cái vỏ chắc luôn các bạn. Nếu ở đây nó nói, nếu mà bây giờ họ nói giờ cũng chưa biết bấm, nhưng mà hơi bấm đặt thì mình bấm lại. Đúng không? Thank you.
Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sám Dừa TV. Được, mà chào khán giả. Xin chào khán giả để xem Sám Dừa. Thì hôm nay thì một ngày mới thì chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì sẵn tiện ngày hôm nay là một ngày cũng khá là đẹp, trùng với cái ngày thép nó rước chiếc xe mới về luôn. Sẵn tiện hay chơi luôn, hôm nay mình sẽ ra mắt luôn cái ngôi nhà mới sửa xong của mình. Hôm nay cũng rất là nhiều ngày trùng hợp này, hôm nay cũng là ngày rằm luôn, ngày rất đẹp. Và đặc biệt trưa hôm nay là ngày 19 đúng không? Ngày 19 thì có một cái hiện tượng đó là nhật thực. Trưa nay sẽ có một hiện tượng nhật thực kéo dài ở bên Mỹ thì kéo dài khoảng tầm 2 đến 3 tiếng, mà ở mình thì tầm nửa tiếng đó, thì rất là đặc biệt luôn. Một lát trời sẽ bắt đầu mù tối xuống này. Thì nãy giờ thì cũng có một số anh em thì cũng lên trên nhà mình để chuẩn bị đồ ăn với hai cha con. Rồi sáng giờ thì cũng mình đi chợ rồi về để chuẩn bị các thứ. Rồi bây giờ thì mọi người kéo lên rồi, khỏe rồi. Giờ có thể là rất là vui rồi. Thì ông ba có lời gì muốn nói với cô chú anh chị không? Thì cái ngôi nhà này nói chung. Thì trước hai cha con cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng có phần tài trợ giúp đỡ hai cha con để sửa sang lại ngôi nhà, cũng hơi sang trang chút, cũng hơn ai, nhưng mà nó mới mỉa lại. Cũng chúc cô chú anh chị mạnh khỏe rồi sau để giúp đỡ những người nghèo khổ hay khó khăn thôi. Thì hôm nay thì hôm nay hai cha con thì cũng có cúng cái cây với bánh nữa, với lại mấy dĩa đông xương, thì cũng như ngày rằm, cũng như là cũng mừng ngày mà hoàn thành cái nhà này. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người sẽ cùng mấy anh em và ba mình nữa cùng nhau làm cái bữa tiệc này để cùng chiêu đãi tất cả các chú anh chị nha. Mình sẽ ra mắt cái ngôi nhà này. Đây thì để mình xuống mình review chút xíu ở bên dưới đi. Bên dưới mấy anh em đang tổ chức này, chiếc thép đang đi nhận xe. Thì hồi sáng Hiếu à, hồi sáng mình chuẩn bị hết rồi. Hồi sáng chuẩn bị cũng khá nhiều á. Thì sáng một mình này Hiếu này, một mình là chuẩn bị cái kia à Hiếu. Đó, cái đó Hiếu. Một mình thôi. Cái đó là cái gì? Mình đuối lắm Hiếu à. Sau mình kêu Hiếu qua sớm để phụ mà sao mà 8 giờ 9 giờ chưa thấy nhỉ. Mọi người là tối hôm qua là Sám Dừa là có nói là sáng nay là qua phụ với Sám Dừa là chuẩn bị. Nhưng mà sáng nay chở Nhân đi chích thuốc dại. Trời ơi. Hai anh em đi tìm cái chỗ mà chích thuốc dại gần 1 tiếng rồi rồi. Lại luôn trời. Nó ra. Chán sau lưng chứ gì. Quá tày luôn. Đừng có trễ bị để cho mình Sám Dừa cực như thế này nè. Nó xỉu luôn rồi. Không, mày thất vọng Sám Dừa quá. Sao? Cái này sao Sám Dừa không cho ít bột vào, mình áo qua sơ mình chiên nó sẽ giòn hơn. Mình làm rét luôn. Rét luôn. Ai? Khách VIP hả? Cái gì? Khách VIP. Nhận, lấy xe xong chưa? Lấy xe. Ây da. Trời ơi, xe phải để gọn lại một xíu à. Nên lên nhà mới mà Sám Dừa. Sếp có tặng cho mình Sám Dừa một món quà. Chắc là gì đấy? Gì không? Đấy là nhìn mày có đón gì không? Giống như TV mày hình phẳng nữa hết trời. Kiều qua không ba? Có khi nào không đón cái cửa sổ không ta? Bác, con tặng bác cái này làm kỷ niệm mà không biết là bác đón được cái này cái gì không? Thì bây giờ coi chữ rồi biết rồi. Coi chữ rồi biết hả? Ủa trời, coi chữ nữa hả? Mình đón rồi chưa? Đừng đón luôn chứ. Mình tự đón luôn rồi chưa? Cái gì? Hôm bữa là cái TV rồi đón cái cửa sổ không? Còn cái này đó giống cái đồng hồ điện tử chúng ta. Đồng hồ điện tử. Phải không? Chắc không? Phải không? Đồng hồ điện tử nó nặng gì? Nhẹ hiu đi mà. Đón đón. Đây suy nghĩ. Chưa suy nghĩ ra luôn. Máy vi tính. Em. Mang hình phẳng. Cái gì vậy? Mấy chưa suy nghĩ ra luôn hả? Nghĩ lâu dữ người ta. Suy nghĩ lâu gì không biết. Đón đại. Sao tôi bây giờ đón đại cái này đại. Cái lịch dưới máy vi tính để qua ngày Tây nè. Cái lịch máy vi tính hả? Là sao? Là cái, một cái cuốn lịch. Cái chữ lịch là ba trước này lỗ trời. Ông nói là ông bác ông nói là cái lịch mà nó xài điện tử là mà ông kêu là máy vi tính. Vi tính. Xài bằng vi tính. Gọi nó luôn. Cái lịch mà người ta chạy điện tử mà ông kêu là cái lịch máy vi tính đó. Để xài đây máy tính. Rồi đúng không luôn.
bật shop đó mà. Ừ. Cái gì mà to vậy? Mà to rồi. Wow. Bằng cái màn hình 55 inch luôn à. Đồ quá. Bây giờ mình gắn điện vô mình test thử coi. Bự vậy. Rồi bây giờ kéo điện ra. Khi à, điện ngay chỗ chỗ đó chứ. À, vô đây. Chuẩn bị này đi. Vô đây đi. Phải này là luôn bác ơi. Chỗ này lấy một lắp luôn. Vô phải kéo lấy cái phần fit nè. À. Lắp luôn hả? Ở vô ngay ổ cắm ở trong đó cũng được. Lộ hết. Sợi sợi. Rồi đang chạy chậm gì. Nhà sửa lại đẹp ghê ta. Đây bây giờ sẵn tiện là vô giới thiệu với mấy anh em ngôi nhà mới sửa xong luôn. Mới luôn. Bây giờ chắc là mình sẽ để ở trên kia. Như là không có thay thay toàn nè. Trên đây là chắc 100% là còn gì nữa. Trước tiên là mình để mình thử điện ha. Bây giờ mình lên đèn cho nó sáng sáng xíu ha. Đó. Để là chính xác bác. Ngày cứ không á. Để nó ở đây luôn. Nhưng mà có ổ điện không? Mình mở điện ở trên đây. Ở trên đó đưa cái fit cắm vô. Kiểu là mình câu điện ra mình đưa xuống. Ra mà mổ đưa xuống. Cắm thử cho bác không coi thử. Đây. Vô nha. Đó, mở nút ở đâu ta? Đồng hồ điện tử bộ lịch rồi luôn, nó có lịch có đồ luôn nè. Ở đây có cái nút nha bác. Ví dụ như kinh đêm mà bác muốn mở lên nó là bác mở như thế này. À, nó chảy ra. Chảy ha. Thì nó có nó thay thế cho đèn ngủ mình luôn á. Hay ta. Nó sáng hết cái phòng mình luôn. Nè, nghe tiếng nước không? À, nó nghe nó xào lại. Có cái tiếng như nước vậy á. Nó rung nó xào. Hay ta. Đẹp không bác? Rất là đẹp luôn. Để nước kính là nước nó chảy ra. Không, cảm ơn thép rất là nhiều. Để mà nước kính là nước trong nó chảy ra nha. Dạ. Nó bỏ nước trong nó. Tì vô như nước ở nước trong nhà là cũng được. Quét dọn xíu. Bây giờ cũng hai cha con cũng có cảm ơn cũng sếp để tặng một cái lịch mà bằng điện tử coi ngày tháng cũng có. Nằm bữa nay ngày âm là rồng. Không không. Không có xem hoàn thêm không? Không. Thì bây giờ sáng tiện vô giới thiệu sơ sơ cái phòng luôn. Cái này là cái phòng này lúc trước là mình ở ở đây nhưng mà bây giờ mình không có ở nữa. Bây giờ mình chuyển sang phòng này. Đây là phòng làm việc của mình nè. Thì vậy là hồi hôm mới đóng báo. Cái phòng cuối á, lúc trước là nó hơi rộng á. Kêu làm cái dưới là một cái tấm nhẹ. Đó thì mình chỉ góc đó là đơn sơ. Là, từ này là có nhà mới rồi. Không quá. Có gì dưới đó đâu hả? Bỏ luôn. Buồn luôn. Ngay chỗ này em đi nhập. Tại vì ba không thích ở phòng ngực nghe. À sao bệnh bệnh. Giống ba mình đó. Ở đây thì bếp trước thì nó ngắn tới đây thôi. Xong rồi mình xây ra đoạn nữa cho nó dài ra. Chở người ta chở cũng mở làm lắm đầu bếp hiếu lắm mở bếp đất á. Cảm ơn đầu bếp hiếu mở bếp đất á. Vì sao sáng không về sớm phụ mà giờ mới về đi chích nữa. Chở nhân đi chích dạ thiệt. Chích chó dạy cắn á hả? Thôi em thấy rồi, coi cái video đang quay à, thôi bây giờ cắn thường luôn. Bây giờ mình đi tiến hành vô làm mấy cái món ăn này. Trời ơi. Sứa nữa. Ui chà. Mình hôm nay tính làm cái gỏi sứa cho nó lạ miệng mấy anh em. Bữa giờ ăn mấy món kia nhiều quá. Ở cái bếp mình nó chưa có được bài bản lắm. Nó chưa có vô khuôn vô nếp nữa. Này, sáng chuẩn bị này. Bầu ô. Đấy. Ốc chuông thì để mình làm né. Đây. Cái đó là mực nhảy hoặc gì đó hả? Mực né hả? Làm tuyên nghi đó. Ủa ngọt làm tuyên nghi né hả? Là ở đó là kêu là mực gì? Mực nhảy hả? Mình qua lại. Sao? Đâu không? Gì nữa? Cái gì đây? Đang quay hả? Trời, đang quay luôn á. Nè, có nói chuyện với mình xíu coi gì. Có món quà hôm nay mình tới mừng nhà mới sắm vừa nha. Làm sao? Chúc mừng nhà mới. Rất là bất ngờ luôn mọi người. Biết sao nãy giờ là đi chọn mua cho nên là bắt anh Nhân ngồi ngay phía hè chờ. Cứ thôi, Nhân qua đây đùa quà chi hơn. Thôi mà lâu lâu mới được dịp mà bạn sắm dừa nhà mới mà mình cũng mừng chứ. Qua mừng cho bạn. Rất là cảm ơn Minh luôn, rất là nhiều. Thì mình cũng tay ớt không á. Mình biết nói gì hơn đó. Chung là mấy anh em cũng lo. Rất là thương mình. Lo hả? Lo để sắm dừa nghe nhạc cũng được, còn không kết nối TV cũng được. Ồ.
nó đã chứ ta. Ở nhà đó ngồi đây nè. Đây xem luôn á, coi tivi rồi xong rồi nghe nhạc rồi thích rồi cầm micro lên. Đã chứ ta. Ở nhà mình cũng chưa có lo đâu. Nhưng mà mấy cái này để xài ha. Để bây giờ để mình cất vô nha. Cất vô đây. Rồi xong mấy anh em xuống rồi mình đặt lát rồi mình vô. Đây nó ăn dưới hả? Đây nó ăn ở dưới. Xuống coi bếp nhà sắm dừa coi. Ui thềm này đi nó mát hơn cái thềm đợt trước ha. Cái thềm đợt trước đi nó nóng quá. Thềm đợt trước nó nóng chân mà nó cộm cộm có thềm chịu này đó. Đi mát hơn nè. Oh hello hot girl. Hot girl làng chài đúng không? Giờ làng chài. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nè, đang chuẩn bị hồi sáng đến giờ luôn. Yep. Ok. Thì sớm giờ mấy anh em cũng đã chuẩn bị xong. Đây là cái món salad. Salad thì trộn luôn đặc biệt luôn, quất cái tô quất cái mâm bự sư luôn cho nhanh. Chứ bây giờ nhà không có dĩa, không có cái gì. Bây giờ. Ôi. Lên luôn ha. Đây, lên. Trước thềm đi. Rồi anh em ơi, lên. Có hàng rồi. Có hàng. Ừ, chờ nhân kia. Dừng tay lại. Đó. Rồi. Mày lâm nhanh nhau nha. Để nói ăn cái gì. Không được. Rồi. Ơi, đó. Ừ. Phải như vậy á. Đã cho ta. Cho rồi để cho cái khổng lồ nhanh. Lên mắm thì mắm. Hỏi gì nó chắc hỏi làm sao mũi nó xấu rồi. Hai mũi Verocell là người Covid. Một mũi thứ ba là tăng cường sinh lực. Hai mũi cuối cùng là người chó dại đó. Mai mốt thêm mũi nữa. Đợi đó hỏi là anh quảng cáo không? Ví dụ như em chích gì, lỡ mà về chó cắn em có cần chích nữa không? Đúng rồi, phải hỏi chứ. Đây hỏi. Chủ kênh nói ra. Là để cho nói cho đã. Là để mấy miếng. Vấn đề mà anh Nhân quay clip bị chó cắn. Bạn mà sung quá các bạn. Bạn mà mình để cho bạn luôn. Dạ thì trước tiên thì con cũng xin mời anh hai, chú, ba rồi tất cả cô chú, anh chị khán giả đang xem trên kênh Sống Gì TV cùng dùng bữa với tất cả mọi người luôn. Thì mọi người có cái điều gì muốn phát biểu, muốn chia sẻ, cảm nghĩ hay là chút gì thì mọi người gửi luôn nha. Rồi ăn rồi. Rồi anh em ơi, lên đây chúc mừng ngày mới Sống Gì đi. Chúc mừng đi. Dạ. Sao mình chạy mặt mà không có gì đó. Mấy anh em YouTube để cho ba phát biểu vài lời gì em. Tất cả mọi người nha. Hôm nay thấy nhà mới Sống Dừa thì thấy cũng ổn định á. Vui. Sống Dừa mà không. Mấy anh em đồ trong nhóm anh dạ. Thì Sống Dừa không. Sống Dừa mà không uống nước dừa mà uống nước ngọt. Uống nước ngọt không à. Xa còn xa với mình rồi lo rồi sợ ế. Lo sợ ế hả? Cái nhà thì từ từ cũng được. Thì mình biết thì mình biết đi. Mình nói tao tao dục hết đấy. Giờ còn Kha ráng đưa Kha tới vùng cao ở chứ để cho nó vui. 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 Không, định là định vài bữa đi lên vùng cao quá. Xong mình phát quà rồi xong rồi mình kiếm cô nào mà phải nói là nước da hơi ngâm mà rồi là nhập nhạc vô. Lên vùng cao ở luôn á. Được, được, cái đó dễ lắm. Cái đó không đâu, cái đó dễ. Cái đó toàn vô mình lo được. Tiêu tiêu khép này. Ôi, vô nè, vô rồi. Thì có một điều đặc biệt ở đây này mọi người. Thì rất là lâu rồi cũng chưa chia sẻ là anh hai là cũng bà con bên mình là bà của Hùng và chú Sang là ba của Thép và ba mình là ba người học chung một lớp hồi xưa sao ta? Có ba mấy năm mới gặp lại. Ba mươi mấy năm? Một lớp mà cũng một cô giáo luôn. Hay một cô giáo.
cô giáo đó bữa nay chồng chết rồi. Rồi xong cái vụ mà một cô giáo muốn sợ thì mà nó gần nhưng mà nó xa. Chồng chết rồi à, bà Phúc thì sau này cái ngày xưa bà thời cái năm lớp sáu ở vậy chứ ai vậy, đúng rồi, tôi nhiệm luôn chứ ai. Sau chuyển vô trường xã thì ba mấy năm mà nhà cách có một cây số mà ba chưa có một cây số nữa, hai năm rồi chuyển xuống trường xã nhà nhà chưa cách đó một cây số mà rất là lâu rồi mới gặp lại, không hiểu tại sao luôn. Tôi đi mới có nửa giờ giờ lại đâu có xa xa mặt cách lòng á, gần mà lại không gặp nữa. Sao mà qua ổ gà nhiều quá đi không có đi luôn chết rồi. Thôi mà mấy YouTube cũng tập trung bữa nay thì có mấy anh chị cô chú ông Huy thì cũng coi cái clip này thì cũng có gì hơn chúc mừng mấy anh em với bà có Thép với bà có Hùng. Bữa nay cũng tập trung đông đảo cũng vui vẻ thôi, chúc mừng dạ 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 con mời chú, con mời chú rồi chúc mừng chú có nhà mới rồi dạ. Ơi mời mọi người thì nói chung là trong cái bữa tiệc hôm nay á, thì Huy cũng muốn chia sẻ thêm chút xíu nữa là Huy muốn làm một cái bất ngờ dành cho ba mình. Thì đây cũng là một cái ý tưởng của một cô ở bên Anh á. Cô nói là trước giờ ba con có sinh nhật hay chưa, thì Huy nghĩ lại nó cũng chưa lần nào luôn, thấy cũng hay ha. Rồi cái mình nói thật sẵn tiện cái dịp này cái cơ hội này ấy là mình tổ chức cái sinh nhật ta làm sao gãy hết cái số 5 rồi, thôi mình khỏi số luôn đi. Tại cái sinh nhật này là nó không có đúng ngày. Ba mình là hình như là ngày 10 tháng 1 nhưng mà hôm nay là ngày 19 tháng 11 xém ngày 10 tháng 11 nha. Thì Huy có chuẩn bị sẵn một cái bánh kem này. Đó. Thì có một chuẩn bị một cái bánh kem bất ngờ ba không biết đâu. Mừng sinh nhật ba ngày 19 tháng 11 nữa. Tự nhiên sao người ta lại để ngày chị ta. Mình đã dặn không để ngày rồi mà. Còn một cái bất ngờ nữa. Đây là Huy sẽ tặng ba một chiếc điện thoại nha mọi người. Huy sẽ tặng ba chiếc điện thoại này để xem thử phản ứng của bà như thế nào. Đây, bây giờ mình sẽ ra tiếp tục ăn tiệc với tất cả mọi người. Ăn cái món mặn xong ấy. Rồi xong mình sẽ lên cái này cho nó bất ngờ xong. Bây giờ xin mời mọi người nhé. Rồi bây giờ thì thử cái món salad thử nó cái món này đi. Lạ ghê luôn á mọi người. Món này sớm vừa nghiên cứu đâu vậy? Từ nghiên cứu luôn á. Cái này là chen với cái này hả? Không tùy à, cái đó thích ăn không chen mà chen cũng được luôn. Món này sứa. Salad sứa. Hồi giờ thêm mới ăn luôn á, mời tất cả mọi người nha. Chúc anh chào. Ôi. Vô. Không, xúc con tráng nó cũng ngon nữa. Đây. Đúng rồi, ăn với bánh tráng mà. Khi mà ăn trúng con sứa là nó kêu rột. Đúng rồi, nó giòn. Ừ. Nó đã lắm. Ừ. Như mình nhái vậy thôi. Đông xương hả? Không. Bữa nay nó cho biết sụn. Biết trong đó có những cái gì không? À, thấy là hai mũi. Đúng ngon ghê luôn á anh, sắm dừa à? Ai nấu vậy? Bên đây làm luôn á, tự làm hết rồi sáng giờ. Bên đây với bên đó. Ảnh đàn là bên đây bên đó rồi không mình ta? Mình đó các bạn. Cậu tớ rồi. Tớ làm. Bữa nay là không có kêu mày tao nữa nha Kha. Sao Kha? Cậu bà phải chưa ngồi bàn vàng. Cậu tớ. Tớ lên thấy ăn nhà cậu, ăn nhà mới. Cậu thấy sao? Thì tớ thấy cũng ngon. Cậu thấy sao cậu? Cậu thấy... Nói chung mà cậu thấy cũng ngon tớ à? Lộn, tớ thấy cũng ngon cậu. Sao anh nhau? Được anh nhau. Anh bị chó cắn rồi. Đi quay là cho cẩn thận nha, cánh đường không cổ biển luôn. Mọi người, mình bị chó cắn. Tự nhiên cái bữa nay anh gặm xương mấy giờ không thể luôn rồi. Từ ghê vậy. Hay là có khi nào có nhiều chích thuốc liều quá liều ba mũi rồi. Quá liều. Ba mũi sao? Anh đi quay video mà bị chó cắn mà cái khoảnh khắc đó đẹp lắm, slow motion lại.
có không? Có mà, có bao nhiêu luôn. Nó chụp 2 lần luôn. Ồ. Nó cắn nó 2 lần. Ủa cắn 2 lần luôn hả? Tao đang liếm cái sao mấy ngựa tao thấy ngầu vậy. Kiểu nó nhây nhây sao á. Không phải kiểu ăn ngựa sao á, chó nó nhây nhây. Nó ngửi mùi trước. Ngon á mọi người. Món này là y luôn á. Nãy em ăn cái gì? Để anh ấy chế cho. Đấy. Nước còn nhiễm nữa, còn nhiễm. Là nó nhẹ nhưng mà nhiều nước mặn. Mình yếu làm gì á? Hả? Mình yếu em múc trời. Dân khe. Múc sao luôn hả? Nhưng mà khe kêu cái gì? Cậu múc cho tớ một chén đi. Nghe xong cái tớ bè bụi mì dây cầm á. Nó nổi lên hết luôn. Dây cầm hả? Nổi dây cầm. Cảm ơn cậu nha. Tớ rất là vui đó nè. Kêu bạn này, bạn này. Bạn nữa, bạn này. Bây giờ mà cho cánh mình kia lên tiếng rồi hai cái mình kia không im luôn. Chi ra buồn gì chi? Chi ngờ nó xíu nha. Ở đây đây chi chi không có cặp máy nữa. Nó có màu. Chi ngờ ai mua? Đừng có bỏ mua lá quả chi. Bạn nào mua quả tái á? Tái lấy đồ à? Thì chắc bây giờ mọi người cũng ăn cũng kiểu dư dừa dưỡng dưỡng bụng rồi. Giờ chắc là mình sẽ đem cái bất ngờ này ra luôn quá. Đợi mình chút xíu nha. Bỏ con túi đi. Đây. Trước tiên thì cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Mọi người luôn luôn yêu quý Huy, là luôn luôn ủng hộ hai cha con mình mấy hôm bữa giờ. Bây giờ thì Huy sẽ ra và thử xem bất ngờ của bà như thế nào nha. Đen 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 đen, để mình đi ngõ sâu luôn. À, Duy xích ra chút xíu mà. Xích ra đây. Này. Mọi người cho mọi người cho con xin một chút xíu nha. Cho con xin vài giây vài phút nha. Thì qua đeo lại cái này cái. Thì cũng không có gì hơn. Thì con thì cũng biết sao nữa, thì cũng biết sinh nhật của ba ở đó giờ có tổ chức lần nào hay chưa. Thì hôm nay mình sẵn tiền cái bữa cái dịp này cũng hay thì mình cũng tổ chức luôn sinh nhật cho ba luôn. Ở đó giờ ba mình hình như cũng chưa có một cái sinh nhật nào hết á. Không biết sao nữa. Ở đó giờ ba có ai làm sinh nhật chưa? Hồi đó giờ từ ông nội bà nội thì cũng đâu có biết làm cái món sinh nhật ra làm sao đâu. Món sinh nhật sao luôn hả? Cuối cùng cũng bắt chước theo mấy ông này. Ủa mấy ông già. Thì Huy cũng làm một cái bánh sinh nhật này có cái hình mặt ngựa ở chính giữa, y như là bố già đó. Động quá ha. Mấy mươi năm nay mới được sinh nhật đầu. Mà đừng có khóc, đặng đỡ mưa nhau. Ủa cái đó. Thì cái ngày này là hôm nay là ngày 19 tháng 11. Nhưng mà cái ngày sinh nhật ba mình là ngày khác. Ngày 10 tháng 1 thôi mà. Ngày 10 tháng 1 là tháng 1. Năm 1970. Rồi con cũng không có để nến, giờ, không để gì hết á. 10 tháng 1 cái gì chứ mà. Thì bây giờ cái này nó là tiền sinh nhật luôn. Cũng như là bây giờ cũng như xin mấy anh em làm YouTube với có ông già Thép. Sẵn tiền có luôn. Có bạn Tấn với ba cô Hùng. Thì bây giờ nó tổ chức cũng bất ngờ quá. Đúng là nó cũng trật ngày. Mà hồi trước giờ là năm nay 52 tuổi rồi, mới sinh nhật lần đầu tiên là 52. Là sao chúc có gì không có gì không? Thì bây giờ chúc một xíu nữa người ăn tráng miệng trước. Dạ. Dạ rồi bây giờ cái này để xuống con có một cái món quà nhỏ nữa tặng ba luôn. Dạ đây. Thì đây là cái món quà con có gì hơn con tặng ba cái chiếc điện thoại này để mình xài. Cho iPhone luôn. Dạ để xài cho vui thôi chứ. Chứ ba cũng đâu biết xài đâu. Rồi mở ra cái vỏ chắc luôn chú ba. Ba mở ra. Bạn mở ra chứ. Nếu ở đây nó nói nếu mà bây giờ ở đó giờ cũng chưa biết bấm, nhưng mà hỏi bấm đặt thì mình bấm lại. Đúng rồi. Đúng không? Thì như nằm coi tivi bây giờ mở ra đó. Có thật hay không đó? Đó. Là có luôn. Mở kèn luôn á. Đã trong hộp này mà biết là cái này cũ là cái hộp mới rồi nha, cũng có nữa. Cái này mở kiên luôn đó. Đó. Mở luôn đó. Thôi lúc mình lấy ra con kỹ thì bạn này phải chắc ăn bóp luôn. Chắc ăn thì bóp luôn. Mở kiên luôn. Thì đó thì mở luôn mà. Mở luôn mà. Vút con này quèo vút nước lẹ cho bạn nha.
Ô mà giờ bạn mà không mà giúp cho lẹ nó chạy từ mà la mà không. Ờ giờ vậy coi nha, bạn nha. Xài cái cảm ứng đó hả? Là ép á, sợ nó giật ổ á. Sợ giật ổ. Má biết điện thoại á. Má không đâu biết điện thoại. Bây giờ thì bây giờ mình rồi trước nó không giật nữa thì mình xài được. À. Thường thường á giật là do mấy thằng mà nó đi sâu á nó móc nó giật. Chứ không phải là cái này nó giật. Đúng không? Mấy thằng đi sâu á nó thấy á mình bọc á nó giật. Cho nên điện mình bọc tiền là mới sợ giật, còn mình đừng bọc tiền nó có giật đâu. Thì cái này muốn ráng tập xài nha, tập xài có gọi video cho đi được, gọi cho em chị được thì rồi mấy anh em vô luôn ấy. Có lấy chén lấy đũa ở trong đũa chén đũa nó còn tìm nhà hả? Thì như thế này, chắc là Huy cũng thay mặt tất cả mọi người cũng rất là cảm ơn anh em đã tới đây để tham gia cái bữa tiệc nhỏ nhỏ của gia đình. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị, tất cả các mạnh thường quân đã luôn luôn yêu quý và đồng hành với Sâm Dừa TV và tất cả mấy anh em. Và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Chắc là Huy cũng sẽ kết thúc video tại đây luôn để tất cả anh em cùng ăn. Và sau đó tiếp tục một bữa tiệc thứ hai thì mọi người hãy đón xem ở tập khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cái để hồi nãy giờ nó đói. Thì nãy giờ tất cả mọi người cũng đã xem hết cái video của Huy. Thì đây là cái phần cuối của video. Thì Huy cũng không có gì hơn. Thì trước tiên thì Huy lại một lần nữa chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Thứ hai đó là Huy muốn chúc tới mẹ mình, anh, chị mình và em trai của mình cũng thật là nhiều sức khỏe và cố gắng làm sao để luôn luôn vui vẻ, chứ bây giờ gia đình thì lúc nào cũng xa cách nhau, cho nên là phải luôn luôn tự động viên bản thân của mình. Thì cũng chúc ba một lần nữa sinh nhật thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì Huy cũng chia sẻ chút xíu về cái ngôi nhà. Thì sau khi mà làm xong á thì Huy cũng đã tổng cái số tiền lại rồi. Thì Huy cũng muốn chia sẻ luôn là cái mẫu nhà của mình á là mình thiết kế hết rồi mọi người, là mình cũng đi tìm gạch này, đi tìm sơn, đi tìm này kia. Nói chung là mình tự lên ý tưởng cái thứ hết rồi mình kêu thợ làm theo như vậy. Và cũng mấy anh thợ cũng chia sẻ thêm cái cách làm sao cho nó hợp, nó đẹp. Thì như rèm này mình cũng đi tự đặt, tự chọn mẫu hết. Gạch mình cũng đi tìm nha, mình đi tìm mẫu gạch này, làm sơn, rồi cái thứ. Nói chung là mọi thứ mình chi trả hết, ba mình không phải chi trả cái đồng nào hết. Thì cũng nhờ vào mấy cô chú anh chị đã góp phí chút để có thể là có đủ kinh phí để mình sửa sang cái nhà cửa này lại. Thì Huy muốn công bố cái số tiền mà Huy sửa cái nhà này, tổng cái số tiền đó là 147 triệu, chưa tính cái tiền mà Huy chuẩn bị làm cái cổng nha. Cái cổng thì nó phát sinh, cho nên là mình không có tính cái phần đó. Thì chắc là Huy để dành thêm ít nữa. Mấy cô chú, anh chị thì không có bảo mình là không có cần nói tên gì hết. Tại vì giúp mình thì không có cần phải nhắc tên, nhắc tuổi. Biết là giúp và yêu thương mình. Thì một lần nữa Huy cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của Huy, luôn luôn ủng hộ kênh Sâm Dừa TV. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Huy sẽ cố gắng làm những video hay hơn nữa cho tất cả mọi người xem. Bye bye.